Xin chào các bạn. Nước Úc được đánh giá là quốc gia thứ hai trên thế giới có môi trường lý tưởng cho người dân sinh sống, học tập và làm việc. Số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam nói riêng và sinh viên quốc tế nói chung lựa chọn du học Úc đang tăng lên một cách đều đặn. Vậy, để có một bộ hồ sơ đẹp để xin visa du học Úc và các bước chuẩn bị giấy tờ như thế nào? Làm sao đậu visa du học Úc? Thứ nhất, để có thể có được visa du học Úc rất dễ dàng, chủ yếu là quá trình học tập của các bạn phải liên tục, không được gián đoạn, bất kể là bao lâu, phải chứng minh cho lãnh sự quán thấy rằng bạn vẫn đang duy trì học tập, hoặc nếu bạn đã đi làm thì cần có giấy xác nhận là bạn đang làm việc tại một công ty hoặc một tổ chức nào đó. Quan trọng hơn, việc học trước đây hoặc ngành nghề mà bạn đang làm phải liên quan đến chuyên ngành mà bạn sẽ học ở Úc. Nhiều bạn thắc mắc là bạn đang học đại học chuyên ngành kinh doanh, quản trị du lịch, nhà hàng khách sạn hay marketing, nhưng bạn đam mê một ngành khác và bạn muốn chuyển ngành, vậy có thể xin visa được hay không? Câu trả lời là có nhé các bạn, vì có nhiều bạn khi mà còn đang học cấp 3 chưa xác định được đam mê của mình hay chưa định hướng được mình sẽ theo học ngành nào, do đó nhiều bạn còn chọn theo phong trào hay là theo ý muốn của gia đình. Tuy nhiên, khi lên đến đại học, tiếp xúc thực tế hoặc là có thể nhiều bạn đã đi làm thêm, lúc ấy các bạn đã có thể nhận ra rằng là chuyên ngành thật sự đam mê của mình là gì. Một kế hoạch học tập rõ ràng sẽ giúp được các bạn có được visa du học Úc hơn. Vậy cần chuẩn bị những loại giấy tờ nào để hoàn tất một bộ hồ sơ xin visa du học Úc? Vâng, và để chuẩn bị một bộ hồ sơ xin visa du học Úc, các bạn cần có đầy đủ các giấy tờ bao gồm hồ sơ học tập, hồ sơ cá nhân và hồ sơ tài chính. Về phần hồ sơ học tập gồm có bản điểm gần nhất, bằng tốt nghiệp, giấy khen hoặc là thành tích xuất sắc hoặc giấy chứng nhận học bổng nếu các bạn có. Về phần tài chính bao gồm có sổ tiết kiệm hoặc là xác nhận số dư, giấy tờ sở hữu bất động sản nếu có, giấy phép kinh doanh. Nếu người bảo trợ tài chính cho bạn đang kinh doanh thì cần có giấy phép kinh doanh và giấy tờ đóng thuế. Nếu người bảo trợ cho bạn là người đã đi làm thì cần có hợp đồng lao động, bảng lương và giấy xác nhận việc làm. Và tùy vào mỗi hồ sơ thì sẽ yêu cầu những giấy tờ cần thiết khác nhau các bạn nhé. Và chi tiết cụ thể những giấy tờ như thế nào, mọi thắc mắc về thủ tục làm hồ sơ, bí quyết đậu visa du học Úc cũng như những băn khoăn nào về hồ sơ, thủ tục. Có hai câu hỏi phỏng vấn khi xin visa du học Úc, hãy liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương là đại diện tuyển sinh chính thức của các trường quốc tế Úc tại Việt Nam để được tư vấn viên hỗ trợ hết mình các bạn nhé. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.